Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đến kênh của Duy đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi nhặt toàn bộ 66 thủy thần đồng tại Fontaine 4.2. Vừa xong là bản đồ của Fontaine 66 cái thủy thần đồng nhá. Trước hết thì mọi người hãy làm cho mình cái nhiệm vụ là máy dò trong biển táo và nhiệm vụ thế giới chỗ này nhá, chạm về chỗ này. Hai cái nhiệm vụ đấy là bắt buộc mọi người phải làm trước để có thể nhặt được toàn bộ thủy thần đồng nhá. Đây là bản đồ từ 1 đến 39 nhá. Cái thủy thần đồng số 1. Này, chỗ số 1 ngay đỉnh ngọn núi luôn. Đó. Thì mọi người dịch chuyển lên, sau đó mọi người chạy sang thôi. Cái này là quá đơn giản rồi. Ok. Khi đi map thì mình khuyến khích anh em cầm mấy con kiểu như là Zenlan hay là môi chè nhá, để đi map cho nó dễ. Ok, chúng ta đến với cái số 2. Từ số 1 này chúng ta sẽ bay thẳng đến vị trí số 2 ở cũng ở cái sườn núi đấy nhá. Đây chỗ này này. Mọi người từ chỗ này chạy sang luôn nhá, đỡ phải leo. Mình có sắp xếp tuyến đường cho mọi người đi rồi đấy. Ngay từ đây mọi người sẽ leo lên cao hơn một xíu nhá. Mình có môi chè thì mình có thể bay trực tiếp qua luôn, nhưng mà các bạn nào mà không có thì mình khuyên các bạn nên trèo cao lên một xíu như chỗ này để bay sang nó không bị hớ. Ok, bay sang là vừa vừa đẹp luôn đấy. Còn mình có môi chè thì nó hơi cao. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí số 3. Hai vị trí số 3 ở ngọn núi nhỏ này. Mọi người hãy dịch chuyển đến điểm di chuyển dưới nhá. Sau đó là mọi người trèo lên thôi. Đây, từ đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy nó cùng với một cái khiêu chiến ở bên cạnh đấy. Ở đây thì mình cũng đang định cầm lên con mèo ấy. Con mèo leo núi cho nó dễ, nhưng mà mình đang thiếu đam ấy. Ok. Xong cái thần đồng số 3, chúng ta đến cái thứ tư. Cái thứ tư thì nó ngay chỗ cái thần tượng này luôn. À, chỗ thần tượng này này, dịch chuyển đến và nhìn ngay đằng sau lưng ấy. À đây. Thì mọi người có thể trèo lên cây nhá, mình có môi chè thì mình cứ thế là bay thẳng sang thôi. Có em là không có thì có thể trèo lên cây nhá. Đó, chúng ta sẽ đến cái vị trí số 5. Từ số 4 này chúng ta có đến thẳng số 5 cũng đại khái là đối diện đấy. Vị trí số 5 thì nó nằm ở chỗ cái vỏ sò đây này. Đó. Vỏ sò nhá. Đây. Mọi người tương tác đánh một cái vỏ sò để nó mở ra nhá. Đó, ok. Chúng ta sẽ đến cái vị trí số 6. Xóa số 5 này. Số 6 thì ở đâu? Đây, đỉnh ngọn núi này. Thì chúng ta sẽ chạy lên nhá. Chạy theo cái sườn dưới nhé. Cái sườn trên này thì nó phải leo nhá. Mình sẽ chạy theo sườn dưới ạ. Ok, mình sẽ chạy theo sườn dưới dưới như này. Thì ở đây sẽ xuất hiện một cái con Hinichu. Thì mọi người hãy tiêu diệt con Hinichu này để nó có một cái làn gió bay lên ấy, để chúng ta bay lên ấy. Đó. Bay lên thôi. Ok, chúng ta xin đến cái vị trí số 7 nhá. Rồi, số 7 đâu? Ừ, số 7 ở chỗ này này. Từ cái vị trí số 6 này chúng ta sẽ bay thẳng đến đây luôn nhá. Đó. Bay thẳng đến luôn. Thì cái thảo thủy thần đồng này chỗ này nó khá là cao mọi người. Nếu mà có thấy có một cục bay này, mấy bay trực tiếp lên là sẽ không tới đâu. Thì trước hết thì mọi người hãy phải xuống dưới nhá. Xuống dưới này. Đó, sau đó chạy sang phía dưới này, tác động vào cái cơ quan này cho mình. Tương tác này, sau đó lên đẩy cái cục đây là cái cục gì nhỉ, mình quên mất tên rồi. Nó giống cục slam để nhảy nhảy ấy. Đó, gọi là cục slam nhảy nhá. Đó, mọi người sẽ đẩy đẩy nó lên đỉnh đỉnh cái sườn núi này. Mọi người cẩn thận không lại rơi xuống phía dưới nha. Đó, mình nhìn mình thì mình căn vừa đẹp này. Chưa đẹp lắm đâu nhưng mà thế là ổn đấy các bạn. Ok. Xong chúng ta sẽ đến cái vị trí số 8 nhá. Số 7 này, xóa số 7 đi. Số 8 thì nó ở sườn núi bên cạnh thôi, đó chỗ này này. Dịch chuyển đến thôi.
Ở cái vị trí số 8 này mọi người hoàn thành cái cơ quan này xong sẽ nhận được cái thành tựu nhé. Như đây thì mình sẽ cắt cái đoạn thành tựu ấy rồi. Muốn xem chi tiết thì mọi người có thể vào kênh của mình tìm cái video liên quan nhé. Đây thì mình đang dẫn cái đoạn là giải cơ quan đấy nhé. Mọi người hãy kích hoạt tất cả các bi nguyên tố phong này để nó mở khóa chúng ta cái đốt lửa đấy. Có ba cái đốt lửa xung quanh mà. Sau khi mở đốt cả ba đốt lửa thì sẽ xuất hiện một cái con mắt bão. Đó, mắt bão kìa. Tiêu diệt cái con mắt bão, à mà không phải tiêu diệt mà là chúng ta đánh nó đến một cái mức độ máu nhất định thôi. À nó sẽ chạy. Đây mình đánh mấy cái là nó chạy rồi. Mọi người đuổi theo tiêu diệt nó tận cùng thì chúng ta sẽ nhận được cái thành tựu nhá. Còn mình thì mình không, mình sẽ hướng dẫn anh em đi Thủy Tân Đồng thôi, nên mình sẽ chỉ hướng dẫn anh em đến cái đoạn này. Nó sẽ xuất hiện một cái, sau khi đánh nó chạy đi nha, sẽ xuất hiện một cái đàn gió bay lên như này này. Đó, trên đây sẽ có một cái Thủy Tân Đồng. Ok, đây này. Thủy Tân Đồng này. Đó. Chúng ta sẽ đến cái vị trí số 9 nhá. Vị trí số 9 thì nó ở phía trên đối diện trên kia thôi. Đó, phía trên cao này này. Ok, cho đỉnh như này. Cái này ở trên đây rồi sẽ có con mắt bão trên này nhá. Mọi người tiêu diệt con mắt bão chỗ bệ ngồi và xong ấy sẽ nhận được một cái dương siêu cấp và một cái thành tựu. Mình nhìn tiêu diệt rồi nhưng mà sau đó mọi người bay thẳng đến cái vị trí số 9 nhá. Nó ở chỗ hồ này này. Ở trên hồ sẽ có một cái con gì đó chạy chạy kìa. Đó, cái cục nước chạy chạy kìa. Mọi người đuổi theo nó và ấn tương tác với nó nhá. Đấy, ấn điều tra này là nó sẽ chạy về chỗ gần bờ và xuất hiện một con tiên linh. Đi theo con tiên linh và sẽ kích hoạt cái nước rút đi ấy, đó, nó rút hết nước đi. Bây giờ thì mọi người cần đổi cho mình một con nhân vật nào đó có sức mạnh ánh sáng này. Ở đây thì mình có chẳng hạn em thẩm phán này, đó. Thẩm phán hoặc là Ninh hoặc là nhà lữ hành nhá, ba con đấy là có sức mạnh của ánh sáng để phá vỡ cục vàng này, à cục đen này này, đó. Bạn nào mà không có thẩm phán hay các thứ ấy, chắc chắn là mà có nhà lữ hành đúng không? Bạn đổi sang nhà lữ hành hệ thủy nhá là sẽ được. Nhà lữ hành hệ thủy là sức mạnh nhà ánh sáng mà. À, nhà lữ hành đây mình đang để nhà hệ nham. Ok thì cũng có thể sử dụng cái thanh kiếm được lạp mới. Cái này thì chắc là mọi người phải làm xong cái nhiệm vụ sẽ nhận được cái thanh kiếm đấy mà. Thanh kiếm đấy có thể thay đổi nguyên tố đấy. Ok chúng ta sẽ đến cái Thủy Tân Đồng số 10 ở đỉnh hồ Urania này. Đó. Cái này thì sẽ có hai cách đấy nhá, căn bản là có ba cách đấy. Hai cách dễ nhất thì thứ nhất là mọi người có môi chè nhá, môi chè hoặc là các bạn trèo lên cái cây, bạn bay từ trực tiếp từ chỗ này sang môi chè hoặc trèo lên cái cây đằng sau, hoặc là bạn sử dụng cái quạt ở bên Inazuma nó đẩy chúng ta đi nhanh hơn đấy, thì các bạn sẽ bay thẳng ra chỗ cái cục nước này và sẽ nhặt được luôn nhá. Cách thứ hai là các bạn quay trở lại cái vị trí lẫy cái con mắt bão ấy, là chỗ này này, cái cơ quan lúc nãy, thì mọi người hãy trèo lên đỉnh cái cơ quan đấy, nó cao mà, đây này, nó cột gió bay cao lên này, nó bay lên đỉnh luôn nhá. Thì trên đây đủ cao để chúng ta bay trực tiếp sang luôn, nó như này này. Đấy là hai cách nhá, hai cách dễ nhất nhá. Đó. Ok xong chúng ta sẽ lên cái vị trí số 11. Số 11 thì nó ở phía dưới này nhá. Đó. Mọi người di chuyển xuống dưới đây. Đó, chỗ sườn sườn này. Tới nơi thì mọi người sẽ thấy nó trên cao kìa. Thì lại như vậy thôi, chúng ta sẽ lấy cái tương tác với cục này. Đó. Nhặt cái cục này lên. Sau đó mọi người đẩy nhá. Đẩy cái cục slime nhảy nhảy này đến gần cái cây. Nhìn nó giống con mực thật sự luôn ấy. À con sứa. Nhìn giống con sứa em ạ. Đẩy nó gần cái cây và bay lên thôi. Đó. Ok. Rất là đơn giản đúng không nào? Chúng ta sẽ đến cái số 12. Xóa 11 này. 12 ở đâu? 12 phía trên trên này một xíu này. Đây này, đó, 12 nhá. Mọi người đi thẳng đến số 12. Nó sẽ có một cái hồ nhỏ đấy. Nên nó là một cái rãnh nước nhỏ đấy. Đây chỗ này này, có một cái cục màu vàng. Mọi người có Furina hay là những cái con nhân vật Fontaine nguyên tố đen ấy thì có thể đánh luôn, hoặc là không có thì mọi người nhặt cái cục này, cái cục Osea ấy, gọi là Prima và Osea đấy, thì mình hay gọi là ánh sáng và
bóng tối ấy, cho nó dễ hiểu. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí số 13 nhé, và đỉnh ngọn núi này. Mọi người dịch chuyển đến chỗ này nhá. Sau đó mọi người sẽ lên cái phi thuyền đây. Cái phi thuyền để nó dẫn chúng ta bay lên. Cái này thì chúng ta trèo lên chúng ta cũng không lấy được luôn nhá. Các bạn phải dùng cái phi thuyền. Đó, nó bay lên. Ok, nó bay lên trên này. Sau đó là sẽ xuất hiện những cái tình huống bất ngờ thì mọi người cũng cứ giải thôi. Cái này là giải theo chỉ dẫn thôi, khá là đơn giản. Pew pew. Nhiều lúc bắn mấy con slam này cũng khá là vui nhưng mà. Nó lại bay tiếp. Xong nó lại xuất hiện những cái hiệu ứng, những cái bất ngờ, đấy, tình huống bất ngờ thường này. Mọi người lại bắn bọn slam đi. Lại slam nữa này. Ok. Bay lên này. Đó, xong lại đi tiếp. Đoạn này thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái đường đi này. Ok rồi, nhân vật chính của chúng ta kia rồi. Đó, nó sẽ xuất hiện một cái đường đi và một cái con sứa để nhảy bay lên kìa. Cái đường này nó ẩn đi đấy anh em ạ, không sợ rơi đâu. Ok, chúng ta chạm vào con sứa nhá, nó sẽ dẫn chúng ta bay lên và nhặt thủy đàn đồng. Chúng ta đến cái vị trí số 14 nào. Xóa cái 13 đi. 14 ở trong cái hồ này nhá. Thì mọi người sẽ dịch chuyển đến điểm dịch chuyển gần đấy. Sau đó là chúng ta sẽ chạy đến. Để ngay đằng sau thôi. Nó cũng gần mà. Đây chỗ cái hồ này. Dưới hồ nha. Dưới hồ. Và bên trong cái con vỏ sòi này. Nó sẽ xuất hiện một cái thủy thần đồng. Nhìn kiểu như kho báu ấy. Nhìn nó khá hay. Hay hay ho ho. Ok, chúng ta đến cái vị trí số 15. À, vị trí số 15 ở chỗ này. Trên mặt đất nha. Dịch chuyển lên. Sau đó chúng ta chạy đến thôi. Cái này quá là đơn giản rồi. Nó làm ở trên tảng đá này. Đó. Ok, nhặt luôn hai quả trứng. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí số 16 nhá. Số 16 ở chỗ này này. Đó, nó ở phía dưới. Mọi người dịch chuyển xuống điểm dịch chuyển phía dưới cho mình. Đây là mình đang xem. Đó. Đây là cái thứ 17 này. À, 16 đây. Đấy, lý do mà mình bảo các bạn phải làm xong hết cái nhiệm vụ ấy để nó mở những cái hang như thế này. Hai cái nhiệm vụ mà đầu tiên video mình có để cho mọi người nhìn ấy, chắc chắn mọi người phải làm hai cái nhiệm vụ đấy nhá. Làm xong rồi mới đi nhặt cái những cái thủy tần đồng này, không nào mà sẽ bị kẹt đấy. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí số 17. Xóa 16 đi. 17 thì cũng đơn giản thôi, nó trong cái liễu rũ trong hồ này. Liễu rũ trong hồ này thì những có một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nó không quan trọng lắm đâu. Bởi vì nếu mà có hay không thì nó cũng cho mình bơi xuống dưới mà. Nhưng mà được thì mọi người cũng làm luôn được cái nhiệm vụ này nha. Cái nhiệm vụ này nó cũng dễ lắm. Ok, bơi sâu bên trong này. Đây rồi, nhân vật chúng ta đây rồi. Đó, mọi người sẽ nhặt cái thủy tần đồng số 17 nha. Chúng ta sẽ đến cái vị trí số 18. Đâu nó sẽ là chỗ này. Chúng ta sẽ lại bơi quay lại cái dãy lúc nãy nhá. Bơi ngược lại nhé. Thì nó cũng vẫn là cùng một cái hồ ấy ra thôi. Đây mọi người, nãy thì mình chui vào cái hang này thì bây giờ chúng ta sẽ chui vào cái hang ở phía bên cạnh nhá. Ở chỗ này. Ok, đấy, bơi sâu bên trong. Chúng ta sẽ thấy xuất hiện ở chỗ kia cùng với một cái khiêu chiến nữa đấy. Đấy, đây này. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, vị trí số 19. Xóa cái 18 đi. 19 đâu rồi? Đây, mọi người sẽ đến cái 19 đây nhá, chỗ này. Để ngọn núi đấy, mọi người sẽ dịch chuyển quay lại. Đoạn này chúng ta phải leo lên và khiêu chiến thôi.
Có một cái khiêu chiến trên này này. Thì mọi người phải kích hoạt cái khiêu chiến nhé. Mọi người không cần phải hoàn thành khiêu chiến đâu. Mình kích hoạt lên này. Như mình thì mình không muốn hoàn thành khiêu chiến để mình làm trong cái series phun dương ấy. Mình sẽ né. Mọi người chỉ cần né một hai viên ra thôi. Đây như mình này. Mình chỉ cần né hai viên để ra. Đó, ok, thế là xong. Chúng ta sẽ không bị mất cái khiêu chiến này. Rồi, ok. Đó. Chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, vị trí số 20. Xóa cái vị trí đi này. Số 20 ở giữa đây. Cái vị trí số 20 thì nó cũng khá là lằng nhằng nhá. Đó, chúng ta hủy bỏ khiêu chiến này. Ok chưa? Cái vị trí số 20 thì cũng khá lằng nhằng. Mọi người đến nơi nhá. Mọi người sẽ thấy có ba cái con sứa nó ở rải rác khắp nơi. Mọi người đến cái chỗ mấy cái tấm bia nguyên tố ở trước này. Mọi người sẽ kích hoạt bia nguyên tố theo cái thứ tự của cái quả quả gì nhỉ? Quả đây này, quả thông này. Mọi người sẽ thấy có một quả thông này, hai quả thông, ba quả thông, bốn quả thông. Cái bia có một quả thông bắn trước, xong hai bia hai quả thông này, xong bắn bia ba quả thông rồi đến bia bốn quả thông. Ok. Ok. Rồi nó sẽ xuất hiện chúng ta cái cục sứa này, nó bay lên trên cao đấy. Thì lúc đầu mình cũng không rõ là tại sao nó bay lên trên đấy mà. Thật là kỳ lạ này. Ok, nó bay đi mất tiêu luôn. Và bây giờ chúng ta đến cái vị trí số 2. Vị trí cũng có một con sứa này, nó bị bao bọc bởi mấy cái đuốc lửa này. Mọi người hãy dập tắt toàn bộ đuốc lửa cho mình nhé. Chắc là nó bị sợ, nó sợ đuốc lửa nên nó cứ chạy xung quanh đây. Ok, sau khi mọi người dập tắt tất cả các đuốc lửa thì nó sẽ chạy ra. Lần này thì nó ở phía dưới nhỉ. À thế này, lúc này thì mình hiểu ra rồi. Bọn này nó sẽ xong kiểu như là nó xếp thẳng hàng ấy đây này. Mình còn thiếu một cái ở giữa nữa là chỗ mấy con slam hỏa này. Mọi người lên mới tiêu diệt ba con slam hỏa đi. Đó. Con thứ ba này là sẽ chạy ra ở giữa đấy. Nó xếp thẳng hàng luôn mà, ba con thẳng hàng ở giữa nên là ok, đoạn này thì mình cũng hiểu rồi. Đó, ok, mọi người sẽ chạm vào đầu dưới đầu tiên ở phía dưới này. Nó cứ tiếp tục bay lên. Ok. Chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo nha, vị trí số 21, xong 20 rồi. Hơi lằng nhằng một chút. Xóa này. Đến vị trí số 21 chỗ này. Ok, mọi người đến nơi nhá. Không cần phải di chuyển đâu, chạy thẳng ở đấy luôn. Cũng gần mà. Tới nơi thì mọi người sẽ thấy có một cái giếng, đây này, cái giếng này này. Bởi vì cái 21 này nó nằm trong giếng, mọi người đéo thể làm gì. Mọi người đích có thể nhảy xuống từ trên đây xuống được nhá. Mọi người nhìn xa tận chân trời nhưng mà gần ngay trước mắt anh em ạ. Dễ lắm, mọi người chỉ cần đi theo cái đường dưới này. Đó, sẽ thấy xuất hiện một cái hồ. Đi cái đường mòn xuất hiện một cái hồ. Ban đầu thì cái hồ này màu ra xanh nét cơ. Ghê vãi òa. Có hai cái cục xít ở trên ấy thì mọi người xanh tẩy nó bằng cách nào? Mày nhặt cái cục tương tác này này, sau đó mọi người đến đây mọi người bắn cho hai cục xanh xanh đấy nó vỡ đi. À, nước sẽ trở về cái trạng thái ban đầu. Sau đó mọi người bơi xuống dưới này sẽ xuất hiện một cái hang, một cái lỗ này mọi người chui vào. Để dẫn chúng ta đến một cái hang này đó. Với hang ở phía dưới này sẽ có một cái giường, bàn ghế và đặc biệt là mọi người đi sang bên tay phải này sẽ có một cái thang đi lên. Đó, hóa ra đây là cái giếng lúc lẫy đấy. Nhặt thủy thần đồng và mở cái rào sắt ra thôi. Ok, đơn giản là tuyệt vời luôn. Chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, vị trí số 22. Số 22 cũng đại khái là ngay bên cạnh. Rất là dễ luôn. Đó, từ đây mọi người trèo lên đây. Trèo lên đỉnh cái bức tường, thế là xong. Mình thấy con chó nó bị xích thì mình mở ra luôn. Mình rất là yêu quý động vật anh em ạ. Thường thì những con động vật bị xích này nó hay cho chúng ta một cái dương. Mọi người nhớ còn cái dương ở bên Inazuma, mở khóa con dog thì chúng ta nhận được cái dương siêu cấp luôn ạ. Chúng ta sẽ xóa cái số 22 này, chúng ta lên vị trí số 23. Rồi, đến vị trí số 23 này. Đi thẳng đến chỗ cái vị trí của anh Giai đứng này. Anh Giai đứng là một cái gì không biết nữa. Trong cái lều của anh Giai này thì chúng ta sẽ có một cái thủy thần đồng. Kệ anh Giai này nhá, kệ đi. Xóa này, chúng ta đến cái vị trí số 24 ở cái cây liễu rũ này. Đó, mọi người sẽ chạy thẳng ra đây. Nó nằm ở giữa cái thân cây và đá này.
Đây này, đó. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, vị trí số 25. Chúng ta đến vị trí số 25 thì chúng ta sẽ chạy thẳng vào cái hang trước mặt đây. Đó, chạy thẳng vào hang này nhá. Ban đầu thì mọi người đến cái hang này sẽ thấy nó bị đá che đúng không? Mọi người hãy dùng cái pháo này bắn vỡ cái tảng đá này là xong nha. Ok, sau đó mọi người bơi thẳng ra, chạy thẳng ra chỗ cái thủy thần đồng và nụm thôi. Đó, ok, chúng ta đến cái vị trí tiếp theo, vị trí số 26. Xóa đi này, 26 thì nó ở đầu bên kia cái hang đấy, chỗ sườn núi này. Đây không phải sườn, đây là đỉnh núi luôn đấy, chứ không phải sườn nữa. Đó, mọi người chạy thẳng ra ngoài nhé. Mình định tele ra ngoài cho nó sáng sủa, mình không thích trong hang em ạ. Mình không phải là người trong hang như anh em hội MU. Nên là mình, nhưng mà cái hang này nó bắt buộc phải chạy ra như này thôi em. Không có điểm di chuyển nào ở gần cái số 26 cả. Ok, chúng ta sẽ đi lên trên này. Ở trên đỉnh cái ngọn núi này chúng ta sẽ nhận được cái thủy thần đồng số 26 nhé. Ok, chúng ta đến cái vị trí tiếp theo, 27. Nó ở đâu? Nó ở chỗ này. Thì chỗ này chúng ta lại dịch chuyển lên điểm dịch chuyển phía trên này này. Đó, sau đó mọi người bay thẳng sang nhé. Nó là trên đỉnh một cái ngọn núi nhỏ đấy. Trên đỉnh một ngọn núi nhỏ nhưng mà mình không thích neo nhé. Mình thích bay hơn. Neo cũng bay cũng chậm thôi nhưng mà bay vẫn cảm giác nó nhanh với cả nó hay ho hơn. Nói phết thế, thực ra là mình có môi chè. Không có môi chè thì neo hay là bay thì cũng như nhau. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, vị trí số 28. 28 cũng ngay gần đấy luôn, nó là một cái hồ nhỏ đây. Trước mặt luôn. Ở cái hồ này thì sẽ có xuất hiện một cái cơ quan khiêu chiến nhỏ, hình tròn tròn này, ánh sáng này. Thì nhiệm vụ mọi người là đá cái quả bóng bay vào trong đây. Đó. Nó khá là giống cái trò đá quả bóng đấy. Này cục hình tròn trắng trắng này, mọi người phải đá quả bóng vào giữa cái hồ này để nó phá vỡ cái tảng đá phía dưới. Thì đá quả bóng nào? Quả bóng phía bên trên này này. Mọi người nhìn thấy có một quả bóng trên đỉnh cái đồi này. Thì đá bằng cách nào? Mọi người hãy tương tác với cục cơ quan bên cạnh này, nó tương tác lên. Sau đó mọi người giữ cái nguyên tố càng lâu thì đá càng mạnh đấy mọi người, đá để nó bay bay. Ok. Căn chuẩn cho nó vừa đẹp được, kiểu như bắn guni đấy, anh ấy chơi guni thì cũng khá là quen thuộc với kiểu trò chơi như thế này rồi. Chúng ta sẽ xuống dưới hồ và lượm thủy thần đồng thôi. Số 28 này. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, số 29. Đâu rồi? Đây, 29 này. Cái số 29 này thì chúng ta cũng phải giải cơ quan nhá, bởi vì nó là một cái căn phòng bị khóa. Thì cách giải cơ quan thì mình có một cái video đấy rồi. Đấy, mọi người có thể vào kênh nhà mình tìm cái video đấy, là điểm di chuyển ẩn và ba vị trí chìa khóa kho báu đấy, chính là ba cái chìa khóa của cái căn phòng này. Ok, xong đây là mình giải rồi nha, mọi người quay lại cái video của mình để coi nha. Cái này thì dễ rồi, ba cái chìa khóa gần đây lắm anh em, một hai cái trên đỉnh cái thuyền này và một cái ở bên tay trái cái thuyền này. Anh em là không thích xem có thể mò theo gợi ý của mình nhé. Chúng ta đến cái vị trí số 30 thì nó là cái ngọn núi ngay bên cạnh này, đối diện luôn. Lại tiếp tục leo nha. À, bên này neo còn ít đấy em ạ. Anh em nào còn nhớ bên Niue, neo bên Niue mới là khổ. Không phải vực đá sâu là Niue thường ấy, mấy cái map cũ cũ ấy, toàn là leo thôi. Nhưng mà may là nó cũng ít nham thần đồng. Chúng ta sẽ đến cái vị trí theo, vị trí số 31. Bây giờ mà cho độ khoảng tầm 250 300 cục nham thần đồng mà leo như thế thì đúng kiểu sấp mặt luôn anh ạ. Khóc thét. À, chúng ta đến vị trí số 31 thì chính là cái cảng này. Ở đây chúng ta sẽ có thể nhìn được các vùng đất, ví dụ như là Mondstadt với cả Niue. Đại khái là cái Fortenden nó cao hơn các vùng đất quần lại đấy. Ở đây chúng ta giải bằng cách nào? Chúng ta sẽ kích hoạt cái tương tác cái cục này. Sau đó mọi người bắn những cái cục hoa màu đỏ hồng hồng này, nó quay nhá. Nó sẽ xuất hiện chúng ta những cái cơ quan nhỏ đây. À, nhìn như này chắc là mọi người biết cách đến đấy rồi đúng không? Mày bay ra cẩn thận nha, nó có đấy. Đó. Cẩn thận lại rớt xuống, lại rớt xuống lại phải làm lại từ đầu.
Đoạn này thì mọi người thích có thể lấy đà nhảy ra sau hoặc là Kazuha hoặc là đi bộ ra, nhưng đây mình có môi trường này lỡ tay ấy, và cái quen tay bay sang luôn. Mình đang định chỉ anh em là cách những gì chạy bộ sang, nó dễ mà, cái này chắc là mọi người xoay sở được đúng không nào. Chúng ta đến cái vị trí tiếp theo, vị trí số 32 ở chỗ đầu này, ngay điểm dịch chuyển luôn. Ok, đến cái đây là cái cảng đúng không? Đúng rồi, cái cảng chỗ cái móc móc này đó, chúng ta đã nhìn thấy nó rồi đấy. À, cái thủy thần đồng này nó đặt giống hệt một cái vị trí ở bên Inazuma đó. Inazuma cũng có mấy cái cần cầu như này và có cái thủy thần đồng ở ngay cái móc luôn. Ok, Inazuma cũng có một cái như vậy. Mấy cái không phải một cái đâu. Chúng ta đi cái vị trí tiếp theo nha, số 33. Thì đoạn này mọi người chạy thẳng sang phía bên kia bờ, nó ở sườn sườn chỗ cái di tích mấy cái tảng đá, cái thuyền vỡ đấy. Đoạn này thì mình có Furina thì có thể chạy được trên mặt nước anh em ạ. Dùng kỹ năng nguyên tố, sau đó mọi người có thể chạy trên mặt nước khi trong trong quá trình kỹ năng nguyên tố vẫn còn tồn tại đấy. Đỡ phải bơi nhá. Bơi mới chạy thì cũng như nhau, bơi thì xung kích được mà chạy cũng xung kích được. Nên mình thích chạy nhưng mà ai thích bơi thì anh em bơi. Đoạn này thì mọi người có thể dùng những con kiểu Kazu 2 là môi xe bay lên trên. Mình đang tìm cách là cho những anh em mà không có những cái con nhân vật đấy nhá. Thì ở dưới phía dưới đó, nó có một cái cục sứa để bay lên này. Anh em nào mà không có những con Kazuha mua chè này thì chúng ta có thể cái quinh các thứ đấy, chúng ta có thể dùng cái sứa để bay lên nhá. Ok, chúng ta sẽ xóa này đi. Chúng ta vị trí tiếp theo số 34 đó. Chỗ này. Ok, chúng ta lại tiếp tục chạy đến. Mình vẫn tiếp tục dùng Furina chạy trên mặt nước cho nhanh. Mình vẫn chưa thử con Furina này ở map khác. Mình mới thử ở bên Fontaine thì chạy được trên mặt nước, còn không biết ở nước khác thì nó có chạy được không. Ok, chúng ta lại tiếp tục đẩy cái cục sứa này đến gần nhá. Giống Kokomi ấy, Kokomi thì nước nào cũng chạy được. Nhưng mà nó chạy được một lúc thôi, phải dùng kỹ năng nộ cơ. Lộ thì nó hồi lâu mới cả. Nó hết nhanh hơn là cái kỹ năng nguyên tố của Furina này. Chạy trên mặt nước khá là hay đấy. Nhìn hay ho đấy. Chúng ta đến vị trí tiếp theo nhá, số 35. Nó phía trên cái cầu ở phía trên kìa. Đó, mọi người tiếp tục là chạy thẳng lên cái cầu đấy nhá. Cái chỗ vị trí cầu này thì mình có lỡ chân mình chạm vào rồi, nhiệm vụ ấy. Nhiệm vụ là mình nhặt mất tiêu rồi nên là không thấy đâu anh em ạ. Nó ở trên đỉnh cái cầu luôn hoặc là ở dưới, mình chả nhớ cho lắm, đấy mình không để ý ấy. Mình chạy bằng Yena chạy vèo vắt qua tự nhiên tinh tinh ô. Tinh tinh nên là thôi xong, mất một cái thủy thần đồng rồi. Nó ở chỗ này nhá. Chỗ trên cầu và dưới cầu ấy, mọi người để ý chút nhé. Rồi, chỗ này đến cái vị trí số 36. 36 ở gần đấy nhưng mà nó đối diện luôn, chỗ cái cây, gốc mấy cái cây này. Này, 36 đây. Mọi người chạy thẳng đến cái vị trí số 36 này. Sẽ có một cái cục sứa, hai cục sứa và một bãi bầy nhầy màu xanh lè xanh nét như cứt mũi. Đó, sau đó thì mọi người hãy dùng cái kỹ năng tương tác này, sau đó bắn họ bắn vỡ hai cục màu xanh nè nè kia đi nhá. Lúc đầu mình có thử tương tác vào cái cục này thì không có được, nhưng mà mình phải tương tác vào cái cục xít màu xanh như này. À, mình nói thẳng là nó giống mùi mùi cức mũi ấy. Cái cục ở dưới chân ghê quá cơ, ghê ghê quá. Cái này dùng dùng Ataka đi tất vào đây thì úi dồi ôi, đúng kiểu không thể hát. Ok, sau khi xong thì nó tự nó xuất hiện ba con sóc và nó sẽ xếp thẳng hàng này để chúng ta bay lên ấy. Không phải, đấy là do Fuina bay lên nó kiểu vậy. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, vị trí số 37. Xóa 36 đi. 37 thì nó chỗ này, chỗ điểm di chuyển đấy nhé. Nó ở cái mấy cái hang phía dưới. Chỗ này thì mọi người nào mà chưa giải, chưa có cái hang này, nó là cái tảng đá to bự ấy, thì có thể xem qua cái video của mình hướng dẫn rồi. Cái điểm dịch chuyển ẩn đấy, nó là cái điểm dịch chuyển ẩn cuối cùng. Nếu một người muốn lấy cái thành tựu là tất cả các điểm dịch chuyển trên Vatania 4.2 thì nó sẽ cần cái điểm dịch chuyển này. Mọi người lấy pháo cái bắn vào đây thế là xong, cái pháo trên cái thuyền vừa xong ấy. Thì có những cái ba câu hỏi, ba câu hỏi thì mọi người phải xem cái video của mình nhá, hoặc là mọi người đọc câu hỏi và trả lời thôi, nó cũng khá là dễ. Ok, chúng ta đi sâu trong hang này, sẽ xuất hiện hai cái thủy thần đồng trong đây nhá, cái số 37 này. Đó, xóa 37 đi.
Và một cái thứ 38, cái cuối cùng ở trong cái đảo này, trong cái map này đó. Trên đỉnh chỗ nào, chỗ là cái đây nó giống mấy cái đài phun nước đúng không? Ừ, giống cái đài phun nước tự nhiên kiểu vậy. Ok, chúng ta sẽ treo lên đỉnh này. Nó đang sau lưng nhá, lại treo lên tiếp. Mình có môi chè đấy nhưng mà mình vẫn trèo kiểu như vậy để hướng dẫn mọi người làm không có môi chè nhá. Ok, xong cái 38 luôn. Giờ chúng ta sẽ đến cái 39 là cái map tiếp theo. Thì mình sẽ để cái bản đồ map và vị trí đến tuyến đường đi ở chỗ này nhá. Đó. Chúng ta sẽ đến từ 39 đến 66. Mình sẽ để ở đây. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, 39. Rồi, 39 đây. Mình đã dịch chuyển đến sẵn rồi nha. Từ đây thì mọi người sẽ bơi đến thẳng cái căn phòng ấy thôi. 39 đến 66 thì nó dễ hơn và nhanh hơn những cái vị trí lần trước. Đây chỗ này, đến gần là nó nhận được luôn nhá. Đó. Chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, vị trí số 40. Xóa đi này. 40 nha. 40 là chỗ này. Ở cái map này thì mọi người phải làm cho mình cái nhiệm vụ đầu tiên ấy, cái nhiệm vụ mà hội gì 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 ấy, mình cứ mất tiền tên nó dài quá. Cái nhiệm vụ đấy, chuỗi nhiệm vụ nó khá là dài nha. Chính xác là nó rất là dài, không phải là khá là dài, rất dài và khó đấy, đại khái là khá khó. Thì mình cũng có cái video hướng dẫn đấy thì hiện tại thì mình chưa có lên video đấy được. Nó dài mà nên mình lên cái video này trước. Anh em nếu mà khó quá thì có thể vào kênh của mình tìm cái video nó liên quan đến cái hội gì 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 ấy. Nói chung nó liên quan đến con An ấy, con An em còn nhớ con An ở phiên bản 4.0 không? 4.0 luôn nhá. Con An ấy. Đó. Ok, chúng ta đến cái số tiếp theo. Số 42. Nó liên quan đến con An ấy nhá. Cái tháp này ban đầu là nó lỗi trong nước cơ. Sau khi mà hoàn thành xong cái nhiệm vụ ấy thì nó bị chìm xuống như này này. Nên là những các bạn nào mà hỏi là ô sao map của anh nó khác của em vậy ta? Ủa alo anh hack à? Ui thôi xong, anh hack à? Ok. Đó là do mình làm nhiệm vụ trước chứ không phải là do mình hack đâu nhá. Đó, ok. Xóa cái vị trí 42 đi, chúng ta đến cái vị trí 43. Thì mấy cái vừa xong khá là dễ nên mình ngồi nói phét với anh em tí đấy thôi. Thì quay lại vấn đề chính nha, thuyết minh cho nó chuẩn xác nhá. Thì đến cái vị trí số 43 này, bơi thẳng đến vị trí 43. Nó sẽ có một cái tảng đá che đấy. Bình thường là chúng ta sẽ tìm con cua đúng không? Ở đây không có cua đâu, ở đây chỉ có con sứa thôi. Phải con sứa không nhỉ? Ừ đúng rồi, chỉ có con sứa thôi. Đó, mọi người sẽ lấy kỹ năng con sứa nha. Mỗi một phiên bản này sẽ những xuất hiện những cái con cá có những cái kỹ năng riêng biệt nhỉ. Bắn kỹ năng con sứa ở đây. Phiên bản 4.0 thì nó sẽ có những ba con cá là con cá đuối này. Con cá đuối là một con cua này mà con đuối con cua mà con hải thú bồng bềnh. Phiên bản 4.2 à 4.1 ấy, 4.0 là ba con đấy, 4.1 thì sẽ là con sứa vừa xong đấy. Còn 4.3 này à 4.2 này chúng ta sẽ là cái con mực à, cái con mực dí 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 ấy. Ok, chúng ta lại quay trở lại đến cái vị trí số 44. Mọi người dịch chuyển đến điểm chuyển vừa xong nhá. Đoạn này thì mọi người sẽ treo lên trên cao này. Sau đó là nhảy vào cái cục con slime con sứa sứa ấy, bay lên trên chỗ này. Nhìn nó giống cái kiểu bánh pudding ấy. Anh em biết cái bánh pudding không? Nó giống giống vậy. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí 45 chỗ này. Thì là đoạn này thì mình bay thẳng sang nhé. Chúng ta sẽ bay thẳng sang đấy cho nó đỡ phải leo. Ok. Có môi chè cũng khá là tiện nhưng mà môi chè đi map khá ngon, môi chè mà cả Zenlan. Trước thì mình không có môi chè thì mình hay dùng con Kazuha, cảm giác Kazuha bất tiện lắm. Nhiều pha nó cứu thì cứu thật nhưng cũng nhiều pha nó bóp dái thần trưởng nhưng mà ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, vị trí 46 nhé. Đây, 46 thì sẽ có mấy con sờ à, cái con Hidichu 1212 đấy. Bảo vệ cục bánh pudding này. Chiu 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 bảo vệ này. Sau đó mình sẽ bay lên trên và nhặt cái cục thủy thần đồng phía trên nhá. À, chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, vị trí 47.
Đây, nó bên trong cái hang này. Cái hang này thì mọi người vào như bình thường thôi. À, cái hang này thì mọi người sẽ chắc sẽ phải vào để làm cái nhiệm vụ dài ngoèo ngoèo mình mà mình nãy bảo ấy, khá là dài đấy. Vào trong đây thì mọi người sẽ lấy cái thuyền gió cho mình nhá. Nè, à, bắn đâu thế? Bắn phát tí hẹo nhỉ. Ui 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 ui. Bắn phát tí bay thuyền gió mình. Thì mọi người sẽ bơi theo cái đường này ra ngoài. Mình lý do mình cầm theo thuyền gió bởi vì nó cái thở thần cái thủy thần đồng nó ở trên cao ấy. Mọi người có thể leo lên cái tảng đá bên cạnh sau đó nó bay sang là cũng được. Nhưng mà mình thích dùng thuyền gió cơ, à, mình thích màu mè cơ. Anh em chả cần phải làm thuyền gió như mình đâu. Căn bản là mình muốn đi thuyền cho nó đỡ phải bơi. Cái nước là nước nó nông ấy, nó không sâu đâu. Nghĩa là mọi người không thể lặn được sao ấy. Không lặn được thì nó bơi chậm lắm. À, đến đây rồi, chúng ta sẽ lại bay lên tiếp. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí xem 49. Đây, bên trong chỗ này. Những cái bên trong này nó khá là lằng nhằng nhá. Mọi người chú ý chút. Đầu tiên mọi người di chuyển đến điểm di chuyển chỗ này. Sau đó mọi người sẽ chạy thẳng qua trong cái cơ quan này, cái di tích này. Mình vẫn tiếp tục là nhấn mạnh là mọi người phải hoàn thành cái nhiệm vụ cái gì mà hội gì gì na 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 gì ấy. Tên dài ngoèo ấy mà có con An ấy với cả mấy con ấy con chó robot với cả gì gì ấy, với anh cái anh gia Hidichu ở dưới tù ấy đấy, chúng là anh mọi người phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ đấy nhá. Đấy, tiếp tục chúng ta đến cái vị trí 49 là đi sâu bên trong chỗ này đó, là nằm trên đỉnh cái mấy cái đồng hồ ấy. Đó, đồng hồ đây. Từ đây mọi người sẽ bay sang thẳng cái chỗ cái bánh răng mà nó đi lên đi xuống kìa, nó dập lên dập xuống ấy đó. Đoạn này thì nó sẽ đưa chúng ta lên. Còn mình trượt chân đấy các bạn. Mọi người lại phải đỗ lại nhá, đỡ đỗ đứng ở đây đợi. Đó, nó sẽ đưa chúng ta lên trên. Xong mọi người đợi khi nào mà nó có hẳn cái làn gió nguyên xi nó đứng im ấy. Cái cục bánh răng này đứng im ấy là như này này. Sau đó mọi người bay sang. Rồi mọi người tiếp tục là leo lên trên. Ok, chúng ta sẽ đến cái số 50. Số 50 thì nó ở ngay phía dưới thôi. Đó. Hai cái này nó cùng một chỗ luôn mà. Nó đứng xếp thẳng hàng luôn. Cái số 49 thì ở trên đỉnh cái đồng hồ thì cái số 50 nó ở phía dưới đáy. Đây nó chỗ ngay chỗ này này. Nó đối xứng nhau luôn. Đây nó ở đỉnh cái chóp này này. Cái kia thì đỉnh chóp ở phía trên, cái này thì đỉnh chóp phía dưới chỗ này thì mình lỡ mình nhặt rồi nhé bạn. Đó, bữa mình làm nhiệm vụ ở đến đoạn này mình bơi không chú ý mình bơi cắm cắm cái đầu vào đấy thế là nó mất tiêu luôn. Chúng ta sẽ đến vị trí 51, cái này nó ở phía trên mặt đất nha. Dịch chuyển lên phía trên mặt đất này. Sau đó là mọi người tiếp tục chạy thẳng ra bay thẳng ra đấy nha. Cái này thì mọi người lại vẫn phải làm một cái khiêu chiến nhá. Khiêu chiến. Đánh tiêu diệt cái khiêu chiến này xong chúng ta sẽ mở cái dương này. Để nó xuất hiện cho ta một cái cục nước bay lên ấy. Đó. Khi chuyến xong nó sẽ xuất hiện cho ta cái cục nước bay lên như này. Mình cũng không muốn mở đâu nhá. Mở ra này nó bị vướng vào cái tập mà series tất cả dương ở phật ne ấy. Đến đoạn này mình lại méo thấy cái khiêu chiến đâu. Nè. Nó bị mất mất. Mà bảo tìm lại cái đoạn đọc cái đoạn video khiêu chiến này không ấy. Ở trong một cái chuỗi video mình quay thì nó hơi dài, nó hơi khó. Đúng kiểu mò kim. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo số 52. Số 52 tới nơi thì nó kiểu cơ quan chiếu 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 ấy. Mọi người sẽ lấy cái này nha. Bắn vỡ cái cục lỗ phía trên này cho mình. Sau đó mọi người đi vào trong nhà này, lấy cái hai cục năng lượng nét nhét vào đây. Sau đó mọi người xoay. À, mọi người bắn cho nó xoay xoay cái này nó chiếu vào cái cục tường ấy. Này. Thế giờ nó chiếu chuẩn nha, chiếu chuẩn chuẩn chút nha. Đó nó xuất hiện cái tia chiếu như này này. Đó, nên trên đây mọi người này nhặt cái cục cục mô ra này, nó vướng đấy. Đấy như này nha, lúc sau là xuất hiện cái làn gió bay lên thì cái thủy thần đồng nó trên đỉnh đầu đấy đó chỗ này này rồi đấy. Ok xong chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo 53, nó ở cái sườn sườn rãnh này. Ok thì đây mọi người sẽ bơi thẳng ra đấy nhá, bay quên lại bơi. Mình sẽ bay thẳng lên vị trí này. Nó ở cái xác cái thuyền ở phía dưới ấy. Đâu nhỉ?
Ở đoạn này sẽ có một cái pháo nó cứ nhăm nhe, nó chiêu 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 bắn mình cay cú thực sự luôn đấy. Mình không chưa làm cái tập phim là tất cả dương này là mình chưa xử lý nó được này, nó cứ bắn 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 ấy, nó bắn bắn đau phết anh ạ. Ok, nó nằm bên trong cái thuyền này này, đây này đó. Chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, số 54. Cái 54 này thì nó sẽ là trên đỉnh trời luôn. Trước đó thì nó sẽ là trên đỉnh cái tháp này, cái tháp nó vừa chưa bị sập sụp xuống ấy, nó chưa bị sụp đổ ấy. Mọi người làm xong nhiệm vụ thì nó sẽ bị sụp đổ, còn giờ mọi người sẽ di chuyển đến điểm di chuyển chỗ này cho mình nhá. Cái điểm di chuyển này lúc trước thì nó sẽ là ở trên đất liền, bây giờ nó có đúng cái tảng đá và cái thuyền này. Mọi người di chuyển đến xong rồi nhặt cái cục màu đen ấy, bắn một cục màu vàng, thế là nó sẽ giúp chúng nó bay lên cao. Đoạn này thì nó sẽ bay lên trên đỉnh luôn ấy. Trước ngày xưa ấy thì nó sẽ không có như này đâu, ngày xưa là nó sẽ bay đi thẳng và cái thủy thần đồng nó trên đỉnh ấy luôn, nó không cần phải lên cái phi thuyền này đâu. Nhưng mà mình làm nhiệm vụ rồi thì bắt buộc phải làm nhiệm vụ thôi, nên mọi người sẽ làm cho mình là như thế này, cảm giác cái này nó còn dễ hơn ấy, đỡ phải leo. Đấy, nó dẫn chúng ta đến cái cơ quan này, mình lại ấn vào nhé, nó lại đưa chúng ta lên trên một cái đoạn nữa. Đây rồi, thấy chưa, đoạn này thì mọi người đi lên nhá, đi lên bình thoải mái bình tĩnh thôi nha, không lại rớt. Đó, lên 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 và nhặt cái thủy thần đồng này, nó sẽ xuất hiện một cái con nước ấy, con đây là con gì ta, ý chí ngài gì elipa đéo gì gì kìa. Ok, kệ kệ mẹ đi, chúng ta sẽ đến cái vị trí số 55 đi, không quan tâm nhá, mình chưa chưa nghĩ đến nó. Ở cái tập này chúng ta chỉ nghĩ đến thủy thần đồng thôi, không quan tâm đến những cái con vớ vẩn. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị số 55 ở chỗ này. À, mọi người để dịch chuyển đến, sau đó mọi người đến cái cửa hang nhá, cái cửa hang. Rồi, đây cái cửa hang đây. Nó sẽ ở phía trên cái cửa hang này. Đó, mọi người bay thẳng sang. Ok nha. Rồi, chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo. 56, cái này nó ở bên trong, à, sâu bên trong. Khá là lung tung, lằng nhằng. Có thể mọi người đã nhặt cái cục này rồi, bởi vì là khi làm nhiệm vụ cái đoạn này này, mọi người hay lỡ chạm vào, mình cũng lỡ chạm vào cái thủy thần đồng đấy, thì nó sẽ nằm ở chỗ này này, ở ngay chỗ tấm kính này. Mà chỗ tấm kính này nó sẽ chứa một cái chìa khóa nữa, nó chứa một cái chìa khóa để mở cái căn phòng trước mặt đây này. Đó, thì mình nhặt cái chìa khóa, mình chọn cái nhân vật đứng, con nhân vật cao quá, Diana này cao quá chạm đầu vào cái thủy thần đồng đấy, thế là nó mất tiêu luôn. Nhưng mình vẫn sẽ chỉ cái đường vào chỗ này nhá, mọi người sẽ đi thẳng vào trong này, đến cái tấm gương cho mình nhá, tấm gương này. Sau đó người vào trong tấm gương. Vào trong tấm gương này sẽ mọi người kích hoạt cho mình tất cả những cái đuốc lửa lên nhá. Bắn tất cả các đuốc lửa lên, sau đó mọi người đi vào cái tấm gương tiếp theo bên trong ấy. Thì nó sẽ dẫn chúng ta lên trên. Đó, phía trên này, đó. Còn chúng ta không leo được đâu, chúng ta không leo lên trên được đâu. Ok, chúng ta sẽ đi đến chỗ cái cục này. Đó, cái chìa khóa mà cái thủy thần đồng chỗ này này. Thì mình còn cầm Zenan đứng cao quá, chạm đầu vào cái thủy thần đồng đấy nhá. À, nó đứng ngay đây luôn này, cái số 56 đấy. Ok, coi như là chúng ta nhặt được nhá. Chúng ta sẽ đến cái vị trí số 57. 57 thì nó ở trên đất liền. À, người lại di chuyển lên. Quay lưng lại, nó trèo trên đỉnh cái mỏm đá phía trên này này. Ok chưa? Đây mỏm đá này. Nó đơn giản đúng không nào? Chúng ta sẽ đến cái vị trí số 58. 58, 59 thì cũng đơn giản, ngay gần đấy em ạ. Mà chỉ cần bơi xuống nước, lặn xuống nước thôi là sẽ thấy. Đại khái là cái đoạn map này nó chỉ lặng ở cái nhiệm vụ thôi. Còn đi kiếm những cái thủy thần đồng thì cũng khá là easy gì em ạ. Dễ. Nặng cái nhiệm vụ thôi, nhiệm vụ nó dài quá, nó khó nữa. Ok, chúng ta sẽ đi xuống dưới này. Nhưng mà hay, cái nhiệm vụ dài khó nhưng mà hay, em là chơi khá là hay đấy. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí theo, vị trí số 59, cũng gần đấy luôn đi ạ. Ở phía dưới này. Mình đánh giá là cốt truyện ma thần và cốt truyện nhiệm vụ của An ở cái phiên bản này khá hay. Khá là hay luôn đi ạ. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, vị trí số 60. À, 60 chỗ này, mọi người dịch chuyển lên phía trên này nhá. Điểm để chuyển lên trên cao này.
Giờ thì chúng ta sẽ chạy thẳng ra đấy thôi. À, nó về dưới đây này. Mọi người bay xuống cẩn thận nha. Ok. Chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, vị trí số 61. Đây, nó ở chỗ sườn sườn này. Người lại dịch chuyển lên chỗ này và chạy thẳng xuống phía dưới rồi. Đó, bay xuống phía dưới thôi. Chạy cũng được, mình có dây lan mình chạy cho nhanh. Đó, mới thấy cái cục pudding chưa? Đấy, cục sứa pudding này. Thì nó là con sứa đúng còn gì nữa nhỉ? Giống hệt luôn, nó có tuột rua ở phía dưới này. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo, 62. Xóa 61. Cái 62 này. Đây nha. Chỗ thần tượng này, điểm di chuyển thần tượng nha. Sau đó mọi người sẽ thấy có một cái đường xuống này. Cái này là cái nhiệm vụ đấy. Nhiệm vụ của An ấy. Đó. Đoạn đầu ấy, chúng ta sẽ xuống đây nhặt này thôi nha. Thế rồi, chúng ta lại đi ra đến cái số 63 chỗ này. Mọi người di chuyển xuống phía dưới chỗ này cho mình nhé. Sau đó là mọi người sẽ bơi lên phía trên tay trái, chích chích lên tay trái phía trên. Chỗ này sẽ có một cái di tích. Chỗ này nó di tích nhá. Có dương và các thứ thứ bên trong đấy. Mọi người bơi vào trong bên trong này. Đó, tiêu diệt con cá ngựa đi. Sau đó mọi người bơi vào cái bức tường nước nhá. Chỗ này mọi người sẽ bơi đi cao, càng cao càng tốt nhá, sát tường nhá, xong mọi người lấy đà bay xa. Đó. Ok. Chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo 64 nhá. À đây, chỗ này 64, 64, 65, 66, ba cái cuối cùng bên trong cùng một cái hang luôn. Di chuyển đến điểm di chuyển chỗ này này. Sau đó mọi người sẽ đi ngược ra đằng sau. Đến ra đằng sau thì đi sâu vào trong thôi. Cái này cũng là một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thì mình không nhặt nhá, anh em nào nhặt thì coi như là nhặt rồi. Một cái này 64 này. Cái số 65 và 66 bên trong đây. Đây 65 này trước này. Cái 65 này khó hơn cái 66 một xíu. Đây, bơi vào trong này. Chỗ này thì mọi người sẽ thấy cái 65 nó đang bị nhốt ở bên tay trái cơ. Đâu người ta? Đây, cùng với một cái dương. Thì vào bằng cách nào? Mọi người thấy có tấm kính bên trong không? Nên mọi người sẽ đi sang cái căn phòng đối diện này có một tấm kính màu hồng. Đi vào trong nha. Ấn vào trong tấm kính này. Vào trong đây sẽ có mấy con quái đấy. Mọi người tiêu diệt mấy con quái đi. Đánh bại mấy con dog này đi. Sau đó mọi người, mình không biết cái con bay bay nó giống con gì gì ấy, bay đi đâu ấy. Chịu, mình chả biết con đấy làm gì đâu. Ok, chúng ta sẽ đi vào trong cái kính này. Mình chưa tìm hiểu về con đấy. Ok, sẽ đến, nó sẽ dẫn chúng ta sang căn phòng đối diện. Đây, có cái thủy thần đồng này. Mọi người sẽ bay lên, nhảy lên cao ấy, chạm đầu vào, đó, thế là xong. Giờ chúng ta sẽ đến cái thủy thần đồng cuối cùng luôn nha. Cái thủy thần cuối cùng trong cái phiên bản này. Cái số 66. Nó đại khái quá là dễ luôn. Bơi ra ngoài nhá, xong rồi bơi xuống dưới này. Nó nằm đằng sau cái cục này này. Nó giấu đằng sau ấy. Ok. Xong cái 66 luôn. Rồi xong, kết thúc luôn. Đó, mất độ khoảng anh em đi nhặt tầm 1 tiếng đồng hồ, chưa đến 1 tiếng đâu. Đây mình vừa quay mình vừa ít đấy, các thứ đấy. Thì chắc tầm 30 40 phút là đủ 66 cái anh em. Khá là dễ. Còn nhiệm vụ thì 2 3 4 tiếng đấy. Nhiệm vụ bọn này khá lâu lắm. Giờ chúng ta sẽ đến cái thần tượng bất kỳ nhá, chỗ này. À, thần tượng thủy nhá, bên Fontaine á. Các bạn này cầm thủy thần đồng sang bên Niue hay là bên Sumeru thì chịu rồi. Đấy, các bạn cầm sang bên Fontaine này, cái thần tượng bất kỳ. Sau đó mọi người hiến tế toàn bộ 66 cái nha. Hết của phiên bản luôn, đang cấp 6 này. Chúng ta cần một cái phiên bản nữa là mới có thể là đủ thần tượng lên level 10. Phiên bản này thì chúng ta chỉ lên được level 8 thôi. Đó, level 8, 24 trên 38 nha. Ok, chúng ta nhận được cái chìa khóa điện hòm điện linh và một út nguyên thạch và ấn các thứ. Đại khái thì cái video mình cũng sẽ kết thúc tại đây nhá. Cảm ơn anh em đã xem hết video đến đoạn này. Còn những cái video sau thì mọi người hãy nhớ đăng ký kênh và bật chuông để biết những cái video hay ho nhất của mình nha. Tạm biệt mọi người.